Khi một Phật tử quy y Tam Bảo hay là có niềm tin đối với Tam Bảo thì việc đến chùa là một việc rất là cần thiết đối với vấn đề tâm linh. Không chỉ là Phật tử mà có đôi khi không phải là Phật tử, mọi người cũng vẫn đi lễ chùa vào những dịp lễ. Đi lễ chùa đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt Nam chúng ta. Vậy thì mọi người đi lễ chùa như thế, một phần trong hoạt động tâm linh như thế, thì vào chùa để làm gì? Thường là mỗi người có một cái mục đích riêng, đến chùa để cảm thấy đầu óc mình thanh thản hơn, đến chùa để cầu an, cầu siêu, để cúng dường, để tu tập v.v. Mỗi người đều có một cái mục đích rất là rõ ràng khi người đó quyết định đến nơi chốn già lam. Nhưng phải nói rằng đa phần là tập trung vào việc cầu nguyện. Mà các vị nên biết, cầu nguyện ở trong đạo Phật không phải là mê tín, nhưng cũng không phải là một cách mà đến đó để cầu xin Đức Phật hay chư Bồ Tát gia ơn, ban phước cho mình, giúp cho mình tai qua nạn khỏi, mà cầu là thể hiện cái sự ước mong của chính mình đối với một vấn đề gì đó. Còn nguyện là gì? Nguyện là đối trước Phật, đối trước Bồ Tát, xin Phật Bồ Tát chứng minh, phát ra một cái lời nguyện để mình nỗ lực, mình phấn đấu, mình thực hiện theo cái ước nguyện đó. Đa phần thì khi những cái ước nguyện mà mình thực hiện đó là những ước nguyện thiện lành, để rồi đem tất cả những cái ước nguyện thiện lành, những cái suy nghĩ, những hành động thiện lành đó hồi hướng để cầu mong cho cái việc nào mà chúng ta đang làm nhờ vào năng lực gia trị của Tam Bảo, và cái phước đức của mình khi tăng lên thì cái sự mong cầu đó được thành tựu như ý. Cho nên đến lễ Phật cầu chư Phật chứng minh và đối trước Phật phát nguyện, và người để cho Phật chứng minh và người thực hành cái lời nguyện đó vẫn là chúng ta, chứ không phải là cứ đến cúng Phật bình hoa, nhánh chuối, vài trái cây gì đó rồi mình lại nguyện xin rồi Phật sẽ cho, giúp cho mình điều đó, thì là không đúng. Và nhẹ nhàng hơn là vào chùa để tìm một cái sự an tịnh nơi tâm hồn. Ở chùa Di Đà thì thông thường có những khi có những người cũng có thể họ là Phật tử, nhưng cũng có những người họ không phải là Phật tử. Tại vì sao? Có những người là Phật tử họ đến chùa thì họ lễ Phật v.v. khi mình nhìn vào mình rất là dễ nhận biết. Nhưng có những người họ không phải là Phật tử, thậm chí họ cũng không biết lễ Phật là gì. Họ đến chùa họ tìm một cái góc nào đó thanh tịnh, họ ngồi ở đó. Có những người ngồi từ sáng đến trưa, thậm chí đến chiều, sau đó họ về. Có những người họ ngồi chừng vài tiếng đồng hồ họ về. Có những người họ đến nơi tôn tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, họ lại họ nói chuyện với Bồ Tát, họ khóc, họ than, họ làm gì đó, xong đó họ về. Và mỗi người nhận được một cái kết quả khác nhau tùy nơi sở cầu và sở nguyện của họ. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy thì trước những lo toan, những cái sự tranh giành được mất hơn thua ở trong cái cuộc mưu sinh quay cuồng với tốc độ chạy đua nghiệt ngã này, thì có những khi người ta cảm thấy rất là căng thẳng, cảm thấy rất là mệt mỏi. Và có những lúc người ta cảm thấy dường như tuyệt vọng, thì người ta tìm đến cảnh chùa, tìm đến nơi thanh tịnh, nơi trang nghiêm đó để người ta tìm lại cái sự bình an trong tâm hồn họ. Cho nên ở chùa Di Đà nhiều khi mà ai đó họ đến họ ngồi ở một cái chỗ để họ tìm sự thanh tịnh, thì cứ để cho họ ngồi như vậy. Mình hãy tôn trọng cái không gian riêng biệt của họ. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi họ tìm đến chùa, họ đối diện với cái cảnh thanh tịnh ở chùa, và họ nghe được những tiếng niệm Phật, họ nghe được tiếng chuông chùa vân vân, thì những cái cảnh thanh tịnh đó sẽ giúp cho tâm hồn của họ lắng xuống và họ cảm giác bình an hơn, thoải mái hơn, để họ bắt đầu tiếp sức tạo ra cái năng lượng tích cực mà họ trở về cuộc sống bình thường, để họ lại tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Cho nên không gian thanh thoát ở trong chùa giúp cho người ta dễ rũ bỏ những phiền não, lo âu. Dù chỉ là vài giờ thôi vẫn giúp cho họ có được một cái giảm đi cái sự căng thẳng và tái tạo năng lượng sống. Rồi có những người vào chùa, và chúng ta thấy một điều là khi vào chùa, dẫu là bạn đi đến với mục đích nào, là đi cầu nguyện, đi tu tập, hay ngay cả bạn chỉ đến đó để viếng cảnh chùa, thì cái nơi mà bạn đến viếng cảnh chùa, nếu bạn đến công viên, hình ảnh bạn nhìn thấy, những cái mà bạn tiếp xúc với cũng sẽ khác. Nhưng nơi chùa chiền, nơi thanh tịnh, nơi thiền môn như vậy, bạn đến bạn sẽ tiếp xúc với những cái hoàn cảnh, những cái môi trường nó khác. Nói chung là nó lành mạnh hơn, nó trang nghiêm và thanh tịnh hơn. Cho nên khi đến chùa, đây là một cái môi trường tốt mà để cho tâm thiện, tâm lành của chúng ta dễ sanh và dễ tăng trưởng. Tổ Nghi Sơn có dạy: gần gũi người lành như đi trong sương đêm, tuy không ướt áo nhưng lâu dần cũng thấm lạnh. Chơi thân quen với người ác, dần dần học theo thói ác. Chúng ta đi trong sương đêm, mặc dù là sương không có làm cho mình ướt áo, nhưng đi một hồi nhất định sẽ bị lạnh cóng. Đó là sương đêm, cái lạnh của sương đêm nó sẽ thẩm thấu dần dần. Cũng vậy, nếu chúng ta thường xuyên đến chùa, hoặc giả là chúng ta đưa con em trẻ nhỏ đến chùa, thì chúng ta tạo cho con em mình tiếp xúc với một môi trường thiện lành, môi trường tốt, để cho trẻ nó có một cái môi trường tốt để nó sinh hoạt, và để cho tâm thiện tâm của nó dễ sanh trưởng. Khi chúng ta sống ở trong một môi trường đầy ắp những phiền não, những tranh giành, thì chúng ta thường hay nói là sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một lúc nào đó mà nó vượt qua cái khả năng, cái giới hạn mà mình có thể chịu đựng được, thì mình sẽ nảy sinh ra những cái tâm nóng giận, hiềm hận, thậm chí đó là oán hận. Tuy nhiên khi chúng ta bị như vậy, nếu chúng ta đến để chúng ta giải tỏa chúng ta biết cách giải tỏa ở nơi cái môi trường trang nghiêm thanh tịnh, thì cái sự nóng nảy giận hờn đó nó dễ lắng xuống. Và chùa cũng là một cái môi trường tốt để cho chúng ta tu tập. Có những cái việc giận dữ mà chúng ta đã huân tập từ nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng. Khi cái sự huân tập như thế mà chúng ta không biết cách giải tỏa, thì mỗi ngày cái bực bội của chúng ta nó sẽ cứ như thế tăng dần lên. Chúng ta đến chùa, chúng ta gặp thầy lành bạn tốt, và những vị thầy sẽ dẫn dắt cho chúng ta biết cách để giải tỏa tâm lý giận hờn của chính mình. Hoặc giả là những khóa tu, những người bạn đồng tu sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được những cái tâm lý giận hờn ấy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ sang một trang mới. Cho nên người thế gian hay có câu là: khó nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Rõ ràng tu ở chùa dễ hơn. Đây là nói đến hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì khi chúng ta tu tại gia, chúng ta bị môi trường hoàn cảnh xung quanh tác động, làm cho mình khó tu, khó tập trung. Xung quanh mình là cái tôi và cái của tôi, cho nên rất khó tập trung. Nhưng khi chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập, ví dụ như bây giờ mình ở nhà, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình nghe tiếng chó sủa ít thôi, sủa nhiều quá là mình không yên tâm. có lẽ ai đến nhà, có lẽ ăn trộm rình vân vân. Nhưng nếu chúng ta tu tập ở tại chùa mà chúng ta nghe tiếng chó sủa thì chúng ta cũng biết rằng không ảnh hưởng gì đến mình. Tại vì sao? Nếu như có mất thì cũng mất của chùa chứ không phải mất của mình, hay không các vị? Và rõ ràng có khách đến thì chuyện đó thì cũng là chuyện của quý sư trong chùa lo, chứ cũng không phải mình phải lo. Cho nên mình toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình tu tập, mình không bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên khi mà cái sự nghiêm tịnh và không bị tác động ngoại cảnh xung quanh đó thì giúp cho chúng ta dễ nhiếp vào ở trong lời kinh tiếng kệ hơn. Tam bảo là phước điền tối thượng. Đa phần khi mọi người đến chùa, phần nhiều là gì? Là cầu phước. Cầu phước nó cũng là gì? Là một sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện bằng cách nào? Mình muốn mình có phước thì mình phải phát nguyện, mình nguyện là một cái gì đó buông xuống để cho nó thoát ra, vì chúng sanh, vì xã hội, vì những người xung quanh, chứ không phải vì bản thân mình. Cho nên khi mà mọi người đến chùa đó, thường là người ta sẽ tùy tâm, người ta bố thí, người ta cúng dường vân vân, công phu hoặc công quả hoặc tịnh tài tịnh vật cúng dường. Nói như thế quý Phật tử đừng nghĩ như vậy thì phải có tiền mới đi chùa, còn không có đồng nào thì không dám đến chùa, không phải. Nhưng thông thường khi mà chúng ta đến, chúng ta làm một cái việc gì muốn làm, có nhiều khi chỉ đơn thuần một điều là mình đến đó mình cảm thấy cảnh thiền vô nghiêm tịnh, chỉ đơn thuần là chúng ta thấy hoa ở trên bàn Phật được cắm rất là đẹp, bày cúng rất là trang nghiêm, tâm của chúng ta sanh lòng hoan hỷ. Và khi chúng ta sanh lòng hoan hỷ thì chúng ta liền muốn phát tâm cúng hoa. Thường nó là như vậy đó. Nếu chùa đó không có hoa, không có gì, Phật tử tới nhìn như vậy quen, bữa sau tới cũng nhìn như vậy, không có, nó quen. Nhưng mà lúc nào cũng cúng hoa cả thì chúng ta đến, chúng ta thấy hoa đẹp, chúng ta hoan hỷ cũng muốn phát tâm cúng hoa. Hoặc giả là thông thường chúng ta thấy hoa đẹp, hôm nay thấy chùa không có hoa, à vậy là chắc là không có tiền mua hoa hay sao đó, là chúng ta liền nghĩ đến cái hình ảnh của những bình hoa đẹp, chúng ta sẽ cúng hoa. Và đây là cái môi trường mà làm cho chúng ta sanh khởi cái thiện tâm. Cho nên ở những cái thùng tam bảo ở chùa mới gọi là tam bảo phước điền. Điền là gì? Điền là cái ruộng. Điền là âm Hán Việt, gọi là ruộng. Ruộng gì? Ruộng phước. Ruộng phước của tam bảo giúp cho chúng ta gieo những hạt giống thiện lành vào đó, để cho cây bồ đề của chúng ta được sanh trưởng và phát triển. Cho nên gọi là tam bảo phước điền. Chúng ta muốn gieo hạt nhất định phải có ruộng, phải có đất mới gieo. Không có ruộng, không có đất thì lấy gì gieo? Cho nên tam bảo là ruộng phước, để cho mọi người gieo hạt giống phước vào đó. Sẽ mỗi người tùy tâm mà cúng dường, dẫu ít dẫu nhiều. Và ngay cả bạn không có đồng nào, bạn cũng vẫn có thể cúng dường được. Cúng dường bằng cách nào? Bạn nhìn thấy một bình hoa đẹp, bạn sanh tâm hoan hỷ. Ai đó đã phát tâm cúng dường bình hoa này, ai đó đã cắm bình hoa này thật là đẹp để cúng dường lên ngôi tam bảo, và con xin tùy hỷ. Tùy hỷ tức là con xin vui theo cái việc đó, là bạn đã có phước rồi. Cho nên nếu chúng ta biết thì chúng ta vào chùa, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng ta đều là phước đức, chứ không phải nhất định phải mất tiền ra cúng mới là phước đức. Hoặc giả bây giờ mình không có tiền để mình cúng dường, mình cũng có thể công quả bằng cách gì? Bạn thấy một cái rác, bạn cúi xuống bạn nhặt, đó là phước vô lượng. Bạn thấy một cái cây cỏ, bạn cúi xuống bạn nhổ, đó là phước đức. Và đó cũng là phương pháp bố thí, gọi là gì? Gọi là nội tài bố thí. Tức là chúng ta dùng cái sức lực mồ hôi của mình để mình làm đẹp, mình làm trang nghiêm cho tam bảo, gọi là nội tài bố thí. Dùng tiền bạc vật chất để bố thí, để cúng dường, gọi là ngoại tài bố thí. Và dù cho nội tài hay là ngoại tài, khi chúng ta bố thí như vậy, cúng dường như vậy, chúng ta được cái phước giàu sang. Thì mỗi người có một cái mục đích khác nhau đi đến chùa, nhưng nói chung thì ai đến chùa cũng với một cái tâm thiện lành và một ước nguyện thiện lành cả. Có người chỉ trừ những người vào chùa với cái ý ăn trộm, thì đó không phải là cái tâm thiện lành và cái ước nguyện thiện lành. Còn hầu như tất cả mọi người vào, dù bạn chỉ là bạn nhiều phiền não quá, bạn đến đó bạn tìm một không gian yên tĩnh để bạn ngồi, bạn hít thở cái không gian yên tĩnh đó và bạn tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đó cũng chính là một ý nghĩ và một hành động thiện lành. Bởi vì nếu như bạn không đến chùa, bạn đi ra quán nhậu, thì có phải là sau khi bạn nhậu nhẹt xong rồi bạn về là nhà tan cửa nát. Bạn gặp những người bạn xấu tác động vào, làm cho bạn có những suy nghĩ tiêu cực, thì gia đình tan nát. Nhưng bạn vào chùa thì mọi việc sẽ khác đi, suy nghĩ của bạn sẽ tích cực hơn, tâm của bạn sẽ lắng xuống, bạn không còn những nóng nảy giận hờn v.v. Đó là những hành động thiện lành. Và điều mà chúng ta cần chia sẻ hôm nay, đó là những điều mà có thể bạn đã biết hoặc là chưa biết thấu đáo. Thì việc hôm nay là việc mà bạn vào chùa bạn cần nên biết, cho nên chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần này. Vào chùa cần nên biết. Nên biết như thế nào? Việc đầu tiên chúng ta vào chùa phải nói là chúng ta lễ Phật. Ít có ai vào chùa mà không lễ Phật lắm. Tức là những người chưa từng biết lễ Phật như thế nào thì người ta không biết, nhưng đa phần những người vào chắc chắn phải có lễ Phật. Lễ là một hành động cung kính đối với Tam Bảo. Và cái hành động cung kính này đã tạo ra phước báo vô lượng. Bởi vì sao? Bởi vì khi ta kính lễ, không phải ta lại để Phật ban phước cho chính mình, ban phước cho gia đình mình, mà khi chúng ta chắp tay chúng ta lễ lại, thì ngay lúc đó tất cả những sự ngạo mạn của chúng ta đồng thời đổ xuống tất cả sự ngạo mạn. Và lúc đó cái tâm của chúng ta, cái tâm thiện lành chúng ta trải ra, và chúng ta sẽ xin học theo những gì mà Đức Phật dạy. Nhờ đó mà ngay trong một ý niệm khi chúng ta lễ lại xuống đã tạo nên công đức hoặc là phước đức vô lượng. Vậy thì phước đức này hay công đức này không phải do Phật Bồ Tát ban cho mình, mà là gì? Do chúng ta tạo ra bằng những suy nghĩ từ nơi ý, bằng những hành động thực tế, tiễn nơi thân, bằng một câu Nam Mô Phật nơi miệng của chính mình. Và hành động thiện lành sẽ chiêu cảm lấy quả báo tốt. Lễ Phật không phải để cầu xin. Nếu bạn lễ Phật mà bạn cầu xin là bạn vào chùa bạn chưa buông xuống những đao kiếm, những gậy gộc. Tí xíu nữa chúng ta sẽ nói ở phần sau. Cho nên lễ Phật là gì? Là xin nương theo hành của Đức Phật. Đức Thế Tôn đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình vì hạnh phúc, vì an lạc của nhân thiên và loài người, của tất cả chúng sanh. Chúng ta có bằng lòng buông bỏ cái gì đó riêng tư của mình? Mình có bằng lòng thiệt thòi một chút để vì hạnh phúc, vì an lạc của chồng mình, của vợ mình, của con mình và của đại gia đình mình hay không? Mình có bằng lòng buông xuống vì lợi ích, vì an lạc của cái công ty nơi mình đang làm hay không? Của cái cơ quan nơi mình đang làm việc hay không? Hay là tất cả mình chỉ nghĩ đến bản thân mình và mình chỉ gom về cho bản thân mình, còn ai sống chết thì mặc ai? Cho nên lạy Phật là học theo hạnh của Phật. Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm là học theo cái hạnh từ bi, yêu thương, lắng nghe của Bồ Tát, vân vân. Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát đều có một cái hạnh riêng biệt khác nhau. Và chúng ta lễ là chúng ta cung kính, chúng ta tôn trọng và chúng ta quyết học theo hạnh nguyện ấy. Bồ Tát đa hạnh, nhưng chúng ta chỉ cần học một hạnh thôi. chúng ta có thể thành tựu ở nơi hạnh nguyện ấy của Phật, của Bồ Tát. Và dẫu là lạy Phật hay là lạy trước bàn Phật hay là lạy bất cứ nơi nào, nếu bạn thành tâm, bạn đều có phước đức vô lượng và công đức vô lượng. Ở chùa Di Đà có một cái anh này, nếu như tới nay thì có lẽ là cũng đã mấy năm rồi. Lúc đó cái anh này ảnh mới vào chùa thì ảnh ốm tông ốm teo à. Thường thì ở khuôn viên chùa rất là rộng, cho nên là chùa thường thì chỉ mở cửa sau. Tại vì cái khu vực sinh hoạt ở phía sau, nếu Phật tử đi ra, đi vào bên trong sân và sẽ đi lên từ lối bàn tổ, thì cái lối như vậy quý sư cô ở trong chùa sẽ dễ nhìn thấy được. Còn trừ khi ngày lễ thì mới mở cửa phía trước, tại vì ở ngoài trước nó rộng quá, cho nên là khó kiểm soát. Thì anh này khi anh mới đến chùa anh lễ, có lẽ anh cũng chưa có quen biết gì, và thật ra cho đến bây giờ anh đã quen biết gì. Anh chỉ đến chùa, ảnh lễ Phật. Đầu tiên ảnh đến, ảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, ảnh lễ cây Bồ Đề. Khi mà chùa mở cửa thì ảnh bước vào trong chánh điện, ảnh lễ Phật. Nếu như chùa đóng cửa, ảnh đứng ngay ở cánh cửa, ảnh lễ vào, không phải đi vào bên trong. Lúc đầu thì mọi người thấy ảnh ốm tông ốm teo vậy đó, thì mọi người cứ nghĩ anh này không biết như thế nào. Nhưng cứ đều đặn mỗi ngày, dường như là khoảng 8 giờ hay 9 giờ sáng vậy, là giờ đó là giờ ảnh đến chùa ảnh lễ. Có khi ảnh đến sớm hơn, như thường ảnh hay đến vào khoảng 8 giờ, anh cứ lễ như vậy. Cho nên ở chùa quý sư mới khi mà muốn nói đến anh đó thì cứ nói là cái chú lạy cửa. Tại vì chỉ có duy nhất cái anh này ảnh lạy cửa mà thôi. Và qua một thời gian thì ảnh, hôm đó ảnh mới gặp một sư ở trong chùa, thì ảnh mới chia sẻ, ảnh nói là ảnh bị bệnh rất nặng, đi khám các bệnh viện khám không hết, không tìm ra bệnh. Có là một người chị là làm trưởng khoa tim ở bệnh viện, mà cuối cùng ảnh đi khám một lần mà chị ảnh thấy, chị nói về đi, bệnh không có mà đi khám hoài. Anh cũng đi rất là nhiều chùa để anh cầu nguyện, nhưng cũng không biết sao cuối cùng ảnh đến ngôi chùa này và ảnh đã lại như vậy, ảnh cầu nguyện và ảnh thấy mỗi ngày ảnh mỗi khỏe, bây giờ ảnh mập lắm. Đó, thì sự lễ kính, đồng ý chúng ta đến, chúng ta thường là phải sẽ lễ Phật. Và ở trong luật thập trụ tỳ bà sa thì nói rằng nếu Bồ Tát tại gia vào chùa, trước hết thì lạy sát đất từ ngoài cổng chùa, và nghĩ rằng đây là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, là nơi ở của những bậc thiện nhân, là nơi ở của người tu hành từ bi hỷ xã, cho nên mình phải lễ lại. Và thầm nghĩ rằng đối với cái nơi mà trang nghiêm thanh tịnh này thì cho đến bao giờ mình mới được có duyên, đủ duyên để mà mình được đến, mình ở, mình sống ở nơi trang nghiêm thanh tịnh này. Ước nguyện như thế, và người đó phải bắt đầu lễ lạy từ ngoài cửa. Nếu như gặp tu sĩ, tăng ni thì là gì? Thì nên cung kính lễ lạy, gần gũi, thăm hỏi. Cho nên chúng ta trở lại câu chuyện của cái anh mà lạy cửa. Anh lễ lạy như thế bởi sự trang nghiêm, sự thanh tịnh và cung kính đối với Tam Bảo. Bởi vì đây là cái nơi mà người tu hành từ bi hỷ xã ở, là đây là nơi mà của chư thượng thiện nhân đều tề tự về. Như thế thành tâm lễ lại. Và có lẽ do cái công đức thiện lành đó mà anh này hết bệnh. Ngoài việc lễ Phật rồi thì ở trong chùa có một cái, chúng ta vào chùa chúng ta thấy thường hay đi gì? Đi nhiễu Phật. Nhiễu Phật thì thường quý Phật tử thấy đi thì cũng đi như vậy, chứ thật ra ít có biết như thế nào là đúng và thế nào là không đúng. Đi nhiễu Phật đúng là phải gì? Đi từ trái sang phải, đi chiều thuận từ trái sang phải. Có nghĩa là bây giờ chúng ta trước mặt mình là tượng Phật, mình đang đứng đối diện với tượng Phật. Nếu mình đi niệm Phật, mình sẽ đi qua phía bên tay trái, đi vòng sau lưng Phật, rồi đi quay lại trước mặt, đi như vậy. Việc đi nhiễu thuận với lẽ trời thì là gì? Đi từ hướng Tây chuyển sang hướng Bắc, đó là nhiễu thuận, đó là đi từ trái sang phải. Và cung kính hướng về Phật. Khi nhiễu Phật như thế thì thường là có thể nhiễu 3 vòng, 7 vòng, 10 vòng hay là 100 vòng. Mỗi vòng như vậy có một cái ý nghĩa nhất định với nhau, nhưng thông thường người ta hay đi nhiễu Phật 3 vòng. 3 vòng để tỏ cái ý cung kính đối với ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Dừng lại 3 độc tham, sân, vã và si mê, tịnh hóa 3 nghiệp thân, khẩu, ý, và trừ 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh. Đây là ý nghĩa của việc đi nhiễu Phật 3 vòng. 7 vòng có ý nghĩa khác, 10 vòng hay 100 vòng vân vân có ý nghĩa khác, chúng ta chỉ chia sẻ tới đây thôi. Cho nên là quý Phật tử, nếu mà chúng ta đến chùa chúng ta lễ Phật, các vị nên nhớ là phải nhiễu từ trái sang phải. Chúng ta đứng đối diện với Phật như vậy thì chúng ta bắt đầu quay đi từ trái sang phải. Tiếp theo việc nhiễu Phật rồi á, thì chúng ta đến chùa sẽ có một cái lợi tiếp theo nữa, đó là được học Pháp. Mà học Pháp chúng ta thấy đến chùa chỉ đơn thuần là nếu như chúng ta không gặp chư tôn đức tăng ni để chúng ta thưa hỏi, thì ở trong chùa có những cái câu Pháp ngữ ngắn ghi trong đó, mỗi câu đều có những cái ý nghĩa nhất định, khuyến thiện. Chúng ta chỉ cần nhìn ở trong những câu đó thôi thì chúng ta có thể tu suốt cuộc đời. Không làm các việc ác nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Không làm ác, chỉ làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, chúng ta về chúng ta thực hành suốt cuộc đời vẫn không xong. Và mỗi hành động chúng ta làm đều mang lại kết quả thiện lành cả. Đến chùa chúng ta nhìn cách bày thờ cúng ở chùa, từ cái cách cắm cây hương, từ cái cách cúng dường một ngọn đèn, từ cách cúng dường một bình hoa, vân 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 vân, so với ở nhà thế gian khác rất nhiều. Và chúng ta có thể học cái đó về để ứng dụng ở nhà mình. Đơn giản như là ở nhà cư sĩ tại gia, một cái bát hương thờ lên, đốt nhang, chân nhang chất đầy lên, chúng ta sợ quá không dám rút chân nhang, phải chờ đến ngày 25 tháng Chạp rồi mới rút chân nhang. Còn ở chùa thì sao? Ở chùa mỗi ngày đều phải rút chân nhang sạch sẽ. Những cái thậm chí là cát hay là tro ở trong bát hương đều phải được ém, nhìn vào rất là sạch sẽ, rất là tươm tất. Đây là những cái mà chúng ta đến chùa sẽ học được. Và khi gieo duyên lành với Tam Bảo như thế, chúng ta thực hành theo như thế, thì nhân như thế nào, quả như thế đó, chúng ta sẽ có được những kết quả tương ứng. Rồi ngoài những cái học mà gọi là về sự đó, chúng ta học ở trong chùa về lễ nghi, về cách thờ cúng vân vân, chúng ta có thể gần gũi được thiện tri thức, gần được thầy lành, bạn tốt. Bởi vì ở chùa chắc chắn sẽ có những vị tu tập, những người tu hành ở đó, và những bậc đạo cao đức trọng này là điểm tựa tinh thần cho tất cả thập phương bá tánh ở khu vực đó nói riêng, và tất cả mọi người nói chung. Cho nên người xuất gia gọi là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Người đó sẽ là người thầy dẫn đường, dẫn cho chúng ta đi đến theo con đường thiện lành để đưa đến kết quả giải thoát. Phạm hạnh, công đức, phước báo của vị thầy đó sẽ tác động tích cực đến với những Phật tử, hay là những người sống trong chùa, hay là những người đến viếng chùa. Các vị có nghe câu nói là gì? Y báo tùy theo chánh báo mà chuyện. Nếu vị đó là cái người có chánh báo tốt, thì tất cả những y báo, tức là những hoàn cảnh môi trường ở trong chùa đó, sẽ dần dần thay đổi, uyển chuyển một cách tốt đẹp. và giúp cho những người Phật tử đến lễ chùa đó cảm thấy cảm giác được an ổn, cảm giác thanh tịnh và cảm giác hoan hỷ. Người đời thường bảo ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thật vậy, khi bạn vào chùa thường xuyên, bạn sẽ quen biết với những Phật tử, những đồng tu. Và những Phật tử, những đồng tu đó, người ta có cái cách nghĩ làm sao để tạo ra phước đức. Người ta có cái đời sống khuôn phép ở trong phạm vi giới luật của một người Phật tử. Và vì vậy, đời sống của người ta, của những người Phật tử ấy sẽ lành mạnh hơn, tích cực hơn. Khi chúng ta được gần gũi và làm bạn cùng với những người đồng tu, thì cái môi trường để chúng ta phát triển phước đức và cái môi trường để cho chúng ta mở cánh cửa tâm linh ra cũng là rất lớn. Ở chùa Di Đà có một số Phật tử trẻ đến làm công quả. Và khi mà làm công quả như vậy thì các bạn ấy, nếu ở trong chùa có chuyện gì, các bạn tự gọi điện thoại, tự sắp xếp công việc với nhau, tự gọi nhau đến để cùng nhau làm, cùng chia sẻ công việc với nhau và cùng sống trong một cái ngôi nhà chung này. Cái ngôi nhà chung này gọi là một cái gia đình lớn, một ngôi nhà lớn, để tất cả mọi người, mặc dù con ông nào, con bà nào, quê hương chỗ nào không biết, nhưng chúng ta có chung một vị cha chung, đó là gì? Là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có một mục đích hướng đến, đó là gì? Đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có người thầy, người chị, người anh, người dẫn đường, đó là vị trụ trì ở đó hay là chư quý sư cô ở đó. Cho nên học và tu trong một đạo tràng có thầy, có bạn cũng sẽ giúp cho chúng ta phấn khởi, tinh tấn hơn, và cái trải nghiệm nội tâm cũng sẽ sâu sắc hơn. Ở trong kinh Thất Phật nói rằng ở chùa thì có 18 vị thần bảo vệ chùa. Đó là gì? 1 là Mỹ Âm, 2 là Phạm Âm, 3 là Thiên Cổ, 4 là Tháng Diệu, 5 là Tháng Mỹ, 6 là Ma Diệu, 7 là Hương Âm, 8 là Sư Tử, 9 là Diệu Tháng, 10 là Phạm Hưởng, 11 là Nhân Âm, 12 Phật Đô, 13 Tháng Đức, 14 Quảng Mục, 15 Diệu Nhãn, 16 Triệt Thính, 17 Triệt Thị và 18 là Điếu Thị. Đây là tên của 18 vị thiện thần thường gia hộ, thường ủng hộ cho ngôi Già Lam. Vậy thì Tam Bảo đối với Già Lam có 18 vị thần ủng hộ như thế, thì cái người đến chùa cũng sẽ được thiện thần thường gia hộ. Nếu như bạn không đến chùa, bạn có một cái việc gì đó, bạn không biết tìm một cái nơi thanh tịnh này, mà bạn ra bạn tìm một quán nhậu nào đó, bạn nhậu rồi bạn gặp bạn nhậu tác động những cái suy nghĩ xấu, thì câu chuyện nó sẽ trở thành khác. Nhưng đến chùa, tại sao tâm mình dễ thanh tịnh và ý nghĩ dễ thiện lành? Bởi nhờ năng lực gia trì của 18 vị thiện thần này. Chùa đã có thần bảo vệ như thế thì người ở chùa nhất định không được lười biếng. Tại vì sao? Tại vì nếu lười biếng, nếu không có tâm vì Tam Bảo thì sẽ bị hộ pháp thiện thần quở trách. Và nếu như chúng ta đến chùa, chúng ta có một cái ý niệm xấu hay là muốn làm một cái việc xấu, thì có thể người phàm như chúng ta không nhìn thấy, nhưng chư hộ pháp thiện thần đều có thể nhìn thấy, và quả báo hiện tại không phải nhỏ. Ở trong kinh Niết Bàn Vi, người đến chùa nên bỏ dao gậy và các vật dụng linh tinh rồi mới vào chùa. Hỏi các vị chứ có ai vào chùa mà mang dao, mang gậy hay mang cái gì linh tinh vào chùa hay không? Ở đây chúng ta phải hiểu, bỏ dao gậy tức là bỏ lòng giận hờn đối với Tam Bảo, là dao gậy. Bởi vì khi chúng ta giận hờn, chúng ta có thể nói những lời không dễ thương, làm phá hoại tam bảo, phá hòa hợp tăng. Cho nên bỏ dao gậy tức là bỏ sự giận hờn ấy, bỏ vật linh tinh tức là bỏ cái tâm cầu xin tam bảo. Nhiều khi chúng ta bỏ dao gậy, không giận hờn gì hết, ở chùa bực lắm nhưng không giận, về nhà mới nói cho mọi người biết là tôi giận thôi, ở ngay chùa không nói, hầm hầm đi về thôi. Nhưng mà còn cái việc mà cầu xin tam bảo thì hầu như đây là tâm lý, ai cũng muốn cầu xin cả. Và ở đây trong kinh Niết Bàn gọi là hãy bỏ vật linh tinh, hãy bỏ hai lỗi ấy rồi mới vào chùa. Bỏ dao gậy tức là bỏ sự nóng nảy giận hờn đối với tam bảo. Có những người vào chùa dự tính cúng dường, nhưng hôm nay đi vào chùa chắc tối hôm qua bị mũi cắn dữ quá, thầy không có ngủ ngon, cho nên hôm nay trong mình của thầy khó ở, khó chịu lắm. Vì vậy mình mới vào mình gặp thầy, mình hỏi thầy cũng không nói gì, mình quay qua hỏi vài câu, trả lời có vẻ miễn cưỡng, mình nhìn thấy ghét, không có thèm cúng nữa. Thôi, không cúng chỗ này tôi đi cúng chỗ khác, mắc mớ gì, mắc hầm hầm, rồi quay về, giận đó. Giận ai? Giận thầy, giận cô, giận ai, giận những vị tu sĩ ở trong chùa. Hoặc giả nhiều khi đến chùa thì mình nói con bạch thầy, nếu như thầy thấy con có lỗi gì thì thầy cứ thẳng thắn thầy chỉ lỗi cho con sửa lỗi, con cũng không có biết là mình sai như thế nào. Nhưng lúc nào đó mình sai, thầy thẳng thắn chỉ lỗi để cho mình sửa lỗi là tự nhiên mình không vui. Khen thì vui, mà nếu chỉ lỗi thì không vui. Mà không vui thì sao? Thì giận. Thì giận mà giận bỏ chùa này thì đi chùa khác cũng tốt thôi. Bỏ chùa này đi chùa khác, miễn là có đi là tốt. Nhưng nếu như bạn bỏ chùa này, bạn đi chùa khác, rồi liệu chùa khác có làm cho bạn mất lòng hay không? Rồi bạn lại tiếp tục, bạn bỏ chùa này, bạn lại đi chùa khác. Chùa tam bảo chỗ nào cũng giống nhau. Cái vấn đề không phải là bạn đi chùa A hay chùa B, chùa C, mà vấn đề là ngay cái chỗ cái tâm giận hờn, cái dao gậy mà bạn mang đến chùa đó, bạn phải bỏ xuống. Rồi chưa nói đến tiếp theo nữa là gì? Sau khi giận rồi á, là bắt đầu đi ra chùa khác rồi lại nói xấu. Đây là mở cánh cửa địa ngục để cho bản thân mình bước vào, rồi có ai hùa theo thì kéo người đó cùng vào. Cho nên tội này không phải nhỏ, vì vậy chúng ta phải bỏ xuống, buông bỏ những sự giận hờn, buông bỏ những vật linh tinh, đừng có cầu xin mà phải thật là. Bây giờ bạn cầu xin rằng cầu Phật gia hộ cho con, tháng này con có tiền. Nhưng mà rồi sao ở nhà không có chịu đi làm. Cái gì đi làm thì tới tháng mới lãnh lương, còn chỉ cầu xin thôi mà không ở nhà không đi làm. Tới tháng tiền lương ai phát cho mình để mình lãnh. Cho nên cầu nguyện nhưng mà phải gì? Có cái chữ nguyện tức là phải thực hành. Chứ còn chỉ cầu thôi mà không thực hành thì không bao giờ thành tựu được. Ngoài việc bỏ dao gậy, bỏ những vật linh tinh như thế rồi là gì? Phải ca tụng tam bảo, khen ngợi tam bảo. Ở trong sách Chư Tổ dạy là phải ẩn ác dương thiện. Ẩn ác là gì? Những cái gì thấy nó xấu thì che đậy, những cái gì thấy nó đẹp thì bày ra. Không có nghĩa là bản thân mình xấu quá rồi cái mình cứ đi giấu cái xấu đi, rồi cái gì tốt đẹp của mình là mình cứ bày ra một cách giả dối. Mà là khi chúng ta học, chúng ta phải biết chọn lọc cái tốt, cái đẹp chúng ta học, còn cái nào xấu đừng có mang rác vào ở trong tâm thức của chúng ta. Người ta bảo đi một ngày đàn, học một sàng khôn là bạn sẽ học được cái tốt đó để bạn thực hành theo. Bạn nhìn thấy cái đó xấu, giữ lại đó để kinh nghiệm, đừng dậm đạp lên cái xấu đó nữa thì mới đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Đi đến chùa biết thanh lọc, biết học thì chúng ta có thể chọn lọc được những cái hay, những cái đẹp, những cái thánh thiện, những cái từ bi giải thoát để chúng ta chứa vào trong kho tàng của chúng ta. không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa. Tại sao vậy? Lúc nãy đã nói rồi, có 18 vị thần thường ủng hộ Già Lam. Mà các vị biết là ngoài những vị thần đó thì còn những vị hộ pháp tùy tùng theo những vị thần đó ủng hộ. Cho nên không được khạc nhổ trong khuôn viên chùa. Nếu thấy có cỏ rác dơ bẩn thì phải dọn sạch. Đây là trong kinh Niết Bàn đã dạy. Việc này Phật tử phải nên biết, chứ không phải là đến chùa ơi dọn ăn thì tôi vô tôi ăn, tôi cứ xả ra đó. Có những người vào chùa thậm chí là ở trong cái việc ăn uống, khi mà quý Phật tử hành đường trì nhật phục vụ rồi ngồi đó kêu rồi đòi này đòi kia giống như đi vào quán, không phải. Đó là cách mà không biết kiệm phước. Đến chùa là tạo nhân duyên xuất thế, xây chùa là gieo nhân duyên tịnh độ, và cúng dường chư tăng là gieo nhân duyên xuất ly. Các vị nên nhớ như thế. Đến chùa là gieo nhân duyên xuất thế. Tại vì nơi đây nơi mà chư thượng thiện nhân ở, nơi đây là nơi mà tu tập. Những người ở trong chốn Già Lam này là những người ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên mình đến đây là gieo một hạt giống xuất thế vào ở nơi ngôi Già Lam này, vào ở trong mảnh đất phước điền của Tam Bảo. Xây chùa là gieo nhân duyên tịnh độ. Tịnh độ là cõi nước thanh tịnh. Một ngôi chánh điện, một ngôi Tam Bảo được xây dựng trang nghiêm thì mọi người vào đó cảm giác được sự an lạc. Có cái nhân tịnh độ ở cõi Ta Bà này thì mới đưa đến cái quả tịnh độ ở thế giới cực lạc hay ở những cõi nước phương khác. Tịnh độ ở cõi nước phương khác. Và cúng dường chư tăng là gieo nhân duyên xuất ly, ra khỏi nhà lửa tam giới. Bây giờ chư tăng tu tập, thật ra thì còn mang cái thân vật chất này, đói cũng phải ăn, đúng không? Mệt quá cũng phải nghỉ thôi. Và những cái nhu cầu ăn mặc ở thở vân 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 vân, người thế gian như thế nào chư tăng đều như thế ấy. Nhưng khi chúng ta tứ sự cúng dường cho chư tăng là chúng ta trợ cái duyên để cho chư tăng an tâm tu tập, và trợ cái duyên này là gieo cái nhân xuất ly. Người xuất gia có pháp thí, người thế tục có tài thí, và hành động hợp với phép tắc thì người xuất gia và người tại gia đều được lợi ích. Vào ở trong chùa thì là Phật tử hay không phải Phật tử thì các vị phải biết một điều là phải nên kiệm phước. Vào chùa mà không kiệm phước, thật ra lượng được phước không bao nhiêu mà tổn phước rất nhiều. Bởi vì của chùa là của thập phương pháp giới chúng sanh. Ở nơi đó mọi người đều có trách nhiệm, đều có nghĩa vụ xây dựng. Mọi người đều được cái quyền, đó là gì? Là được hưởng thụ cái sự trang nghiêm, sự thanh tịnh ở nơi đó. Nó không riêng gì của ai cả. Và vật dụng đem đến chùa cúng dường nó thuộc về của thập phương pháp giới chúng sanh, nó không phải của trụ trì. Vì vậy khi mà mình chúng tâm xài một cái gì mà nó thuộc về của công á, thì chủ nhân của nó không phải là một, là dân của một xã, thì chủ nhân của nó là tất cả người dân trong một xã. Nhưng của chùa nó là của thập phương pháp giới chúng sanh, cho nên chủ nhân của những vật dụng ở trong chùa là gì? Là tất cả pháp giới chúng sanh. Còn trụ trì là người trụ pháp vương gia Trì Như Lai Tạng, chỉ làm cho duy trì và phát triển ngôi Già Lam đó thôi, chứ không phải của trụ trì. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không có tội. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi giọt nước dậu nhỏ nó cứ rịn chảy từng giọt rất nhỏ, nhưng lâu ngày thì cả một cái bể nước đó cũng cạn khô. Phước đức của chúng ta có bao nhiêu đi chăng nữa mà chúng ta đặt phí vào phước đức như thế thì phước đức của chúng ta cũng bị tổn giảm và mất hết phước. Trong Kinh Bảo Lương ghi có một vị hiền giả có tướng làm vua hiện lên trên mặt. Thì hôm đó cái vị học trò này đi vào lễ chùa, thì đi ngang nơi cái nhà của cái ông bá hộ đó. Ông bá hộ đó ông nhìn thấy cái tướng là vua hiền ở trên mặt của ông cái vị học trò này, cái tướng làm quan hiện lên cái mặt của vị học trò này, thì cái ông bá hộ này ông mới nói là tôi muốn gả con gái của tôi cho cậu. Thì người học trò này mới nói là ông chờ tôi vào tôi lễ chùa cái đã, rồi sau đó về muốn nói chuyện cưới xin gì thì nói. Sau khi lễ chùa xong, cái vị học trò này về ghé qua nhà ông trưởng giả và mới đề cập lại vấn đề cưới xin. Ông trưởng giả này nhìn cậu học trò xong nói không, giờ tôi không gả nữa. Thì người học trò này nói lúc nãy cũng tự ông sướng lên là ông gả con gái, bây giờ cũng tự ông từ chối là lý do vì sao? Thì người học trò thì cái ông trưởng giả này ổng mới nói là tôi nói thật là tại vì lúc nãy tôi thấy trên mặt của cậu có cái tướng làm quan lớn, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy mặt cậu mất cái tướng đó rồi, cho nên tôi muốn gả cho con gái tôi nó sung sướng, giờ không làm quan nữa thôi, tôi không gả nữa. Thì cái câu chuyện này nói chung là nó dài, nhưng mà là đại khái cái vị học trò này vào chùa khi lễ Phật. Hồi xưa thư sinh hồi xưa mà đi á là chống gậy. Chống gậy không phải là họ đi không nổi họ chống gậy, mà là thường nó đường xá nó không có được đẹp, cho nên họ phải đi đường xa, phải leo đèo vượt suối, và thậm chí có những chỗ mà họ đi vào ở nơi những cái đường mòn nhỏ, cho nên cây quạt gậy để họ quơ tránh những cái loại côn trùng, loại thú dữ vân vân, cho nên thường họ đi có gậy. Khi cái người học trò này vào trong chùa lễ Phật thì các vị biết cầm cái cây gậy này dựng ở nơi cái bàn Phật, rồi xong nơi cái bức tường của chỗ mà thờ Phật, rồi sau đó mới ra lễ Phật. Lễ Phật xong rồi thì là gì? Là lấy cây gậy đi về thôi, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra khi mà dựa cái cây gậy vào trong bức tường như thế là đã bị hộ pháp thiện thần quở trách. Chắc vì hiểu không? Vỡ trách rồi thì sao? Thì bị tổn phước. Bởi vì phước đức là cái vô hình, cho nên khi bị vỡ trách thì liền bị tổn phước. Ngay lúc đó cái phước tướng làm quan mất đi. Và đây cũng là lý do tại sao mà các vị biết mà một lần mà quý Phật tử vào chùa Di Đà mà tu tập, tất cả những vở sách, những gì đó đều phải được tập trung lại một chỗ. Để lẫn tổn như vậy tức là mất đi sự trang nghiêm của đạo tràng, và cũng là để cho giữ gìn cái phước đức của quý vị, không để cho tổn giảm, cho nên mới làm như vậy. Có những người hoan hỷ, có những người nói chùa vậy đâu mà khó, bà khó như bà chặn, nhưng thật ra chỉ là muốn bảo vệ phước đức cho quý vị mà thôi. Rồi thậm chí khi vào chùa, nếu chúng ta sinh hoạt, chúng ta tu tập cả ngày thì sẽ có những cái việc ăn uống. Mà ăn uống nhiều khi ở chùa vườn rộng đi, uống một ly cà phê xong bỏ luôn cả cái ly cà phê ngoài gốc cây. Rác không bỏ vào thùng, không bỏ vào nơi quy định, bỏ bừa bãi. Và thậm chí nhiều khi muốn kiếm cái gì đó lại lôi sụp ra rồi kiếm rồi bỏ ra, ai dẹp kệ. Như vậy là hành động tổn phước, tổn rất nhiều. Không biết ngày đó vào chùa tu tập được bao nhiêu mà mất đi cái phước của mình đang có rất là nhiều. Nói như thế không có nghĩa là Phật tử sợ quá thôi vậy thôi tôi không vào chùa, tôi ở nhà cho chắc ăn. Nhưng đây là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ để cho quý vị không bị tổn giảm phước đức. Và còn một việc mà là tế nhị nữa đó. Thậm chí đi nhà vệ sinh còn không chịu dội nữa. Đó là một sự thật rất là đau lòng. Mà chúng ta những người đã đến tu tập thì có phải là trẻ con đâu. Nếu như đó là một cái khóa tu dành cho trẻ con thì có thể nói là lúc đó nó đi vệ sinh rồi nó nghĩ đến cái chuyện chơi, rồi nó xong rồi nó chỉ có tông cửa ra nó chạy nó chơi, cho nên nó quên. còn mình đã đến tu tập, thì mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mình đều là phước đức và đều là tổ phước nếu như bất chánh niệm. Tại vì sao? Tại vì các vị biết mà, sau một khóa tu thì người mà dọn những cái đó là ai mà không đợi gì sau khóa tu? Thông thường á, một khóa tu như vậy nếu đi vào nhà vệ sinh không dội, người khác mở ra thấy cái nhà vệ sinh dơ không đi nữa, thì tiếp theo là ai? Quý sư cô phải vào đó dọn. Bởi vì quý sư cô sẽ là người quán xuyến tất cả những việc đó. Vậy thì hỏi chứ, đây là một thực tế hôm nay chúng ta chia sẻ, tại vì sẵn tiện thì chia sẻ luôn, không nói thì thôi, nói thì nói cho nó hết cái lòng, để cho các vị biết mà giữ gìn phước đức của chính mình. Cho nên việc này là một cái việc mà đau lòng, mà lúc nào cũng nói, mà nó cũng rất là khó, bởi vì nó là việc tế nhị. Nhưng thực tế quý Phật tử bất cứ đi tới chỗ nào, nếu như các vị tới đó mà các vị thấy nhà vệ sinh nó dơ, các vị cứ múc nước, các vị tự dội, tức là gì? Đang lượng phước đức của người ta bỏ, mình lượm để mình tăng trưởng cái phước đức cho chính mình. Đừng có thấy dơ mà bỏ đi, mà không đợi gì nhà vệ sinh của chùa đâu các vị. Các vị đi đến những nơi công cộng cũng như thế, thấy dơ cứ dội đi. Đừng khởi một cái tâm ui ông nào hay bà nào thế này thế kia, rồi cuối cùng mình vừa làm, mình vừa tạo phước, mà cái miệng của mình cái vị của mình làm mẻ đi cái phước của mình, nó bị làm tổn giảm đi. Cho nên chúng ta thấy cái việc đó là việc người ta bỏ, người ta không làm, thì mình cứ làm để phước đức của mình tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú lại nói: chớ khinh điều thiện nhỏ mà cho là không phước, bởi vì giọt nước, từng giọt nước nhỏ nhưng lâu ngày sẽ chất đầy cả chung lớn. Bởi vì cũng từng giọt nước nhỏ giọt, lâu ngày chứa đầy cả chung lớn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như thế. Tại vì sao có những việc thiện rất nhỏ nhưng mà phước đức thật là vô lượng vô biên. Trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh có kể câu chuyện ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế. Có một lần Đức Phật bảo 500 vị A-la-hán là: các ông hãy nói xem, đời trước mỗi người tạo cái nhân duyên gì mà nay các ông được cái duyên gặp ta và được đắc đạo. Thì lúc bấy giờ ở trong chúng có một vị A-la-hán tên là Bà Kiệt Đa Lê, từ tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ và thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, còn nhớ trước đây vô số kiếp có Đức Phật Định Quang ra đời, và sau khi mà Đức Phật Định Quang đã giáo hóa chúng sanh nhập niết bàn rồi, thì mọi người xây tháp để cúng dường. Lúc đó là vào thời mạt Pháp. Vào thời mạt Pháp tức là cái thời mà cách Đức Phật nhập niết bàn rất là xa, 1500 năm. Ở đời của chúng ta hiện tại gọi là đời mạt Pháp. Thì lúc đó có một người nghèo không có kế sinh nhai, cho nên ông này mỗi ngày đi vào rừng đốn củi và về bán để mà sống qua ngày. Thì có một hôm ông ta vào rừng đốn củi và ông ta lại phát hiện được là ở trong rừng đó có một ngôi chùa đã bỏ hoang lâu ngày mà không có người lui tới gì ở đó. Cái ông này cảm thấy lạ quá thì mới bước vào bên trong. Ngôi chùa hết sức là đồ sộ, nhưng mà là gì? Lại không có người, và ông lại nhìn thấy ở trên tượng Phật có bị bỏ hoang lâu ngày, cho nên là bị những cái dơ rác rưởi và dáng nhợn đồ nó đóng đầy cả. Thì lúc đó ông ta khởi cái tâm vui mừng đảnh lễ Phật, và tự nhiên cảm thấy có một cái gì đó thương kính, và ông ta lúc đó mới phát tâm là ông ta dùng cỏ cây bó lại làm chổi, và ông ta đã quét cái nơi tháp thờ Phật ấy. Ông ta không hề biết là quét tháp như vậy có công đức hay không có công đức, ông chỉ đơn thuần là ông sanh tâm cung kính và hoan hỷ khi nhìn thấy tượng Phật, và vì thấy chỗ này dơ bẩn cho nên muốn quét để cho sạch sẽ như thế thôi. Thì sau khi ông đã quét và dọn chặt cỏ cây hết ở đó rồi, thì ông bắt đầu đi nhiễu nhiễu tháp 8 vòng, tức là ông đi nhiễu xung quanh Phật 8 vòng, lễ Phật xong rồi ông đi về, đánh củi đi về. Và nhờ cái công đức mà quét tháp, cho nên sau khi qua đời, người ấy sanh vào cõi trời Quan Âm. Ở trong cung điện đồ sộ làm bằng các thứ báo ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất trong các cõi trời. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời Quan Âm thì người ấy làm chuyển luân Thánh Vương 100 lần, có đủ 7 báo. Khi hết 100 lần làm chuyển luân Thánh Vương thì vị ấy sinh vào nhà vua chúa. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là vị ấy sinh ra nơi nào thì là nhà rất là giàu, tiền của vô số, và cái sắc tướng xinh đẹp không ai sánh kể. Và cái điều quan trọng nữa là gì? Là người ấy bước đi, khi mà người ấy đi tới chỗ nào thì đường xá tự nhiên sạch sẽ, và trên không mưa xuống các thứ hoa. Kể câu chuyện như thế xong, Ba Kiệt Đa nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái người nghèo vào thời xưa đó nhờ công đức quét tháp nên trong một A Tăng kỳ kiếp và 90 kiếp không bị đọa vào đường ác, dù sinh ở bất cứ nơi đâu đều được hưởng phước báo giàu sang. Và cho đến bây giờ người ấy xuất gia, được gặp Phật, xuất gia tu hành và chứng quả A-la-hán, có đầy đủ tam minh lục thông. Bạch Đức Thế Tôn, người đốn củi nghèo vào thời ấy chính là thân con hiện nay. Cho nên các vị thấy, chỉ có một việc làm thiện dù nhỏ, rất nhỏ như sợi lông đối với tam bảo, thì người đó sinh ra nơi nào cũng được phước cả. Chúng ta từ đó so sánh một cái việc làm thiện lành rất nhỏ mà lại được phước lớn như thế, thì những hành động cố ý phá hoại chùa tháp, làm dụng của thường trụ, làm mất đi sự trang nghiêm của tam bảo thì tội vô số kiếp. Nếu như chúng ta dùng một lời hủy báng đối với tam bảo, một lời phỉ báng đối với một người tu hành nào đó, và để cho cái sự phỉ báng này nó lan tỏa và làm cho người ta mất đi niềm tin với tam bảo, thì cái tội của chúng ta đọa lạc vào vô gián địa ngục, khó mong thoát khỏi. Đây không phải là lời hù dọa, mà nó là nhân quả hiển nhiên, và trong kinh Đức Phật đã dạy như thế. Vì vậy khi chúng ta đến chùa cần nên biết những cái gì kiệm phước thì cần kiệm, những cái gì buông xả được thì nên buông xả. Có những người đi vào chùa, thường là những người mà lâu lâu đi lễ đó, cầm một bó nhang vào chùa. Cầm một bó nhang vào chùa thì đốt hết một bó nhang đó, nguyên một bó lửa sáng rực như vậy, khấn vái rồi đốt nhang, đặt nhang lên ở trên lư. Nếu như đó là một ngôi chùa chợ thì phải nói là tất cả mọi người mà có mặt ở trong đó đều được hít khói hương và đều được bổ phổi cả. Cho nên chúng ta nên nhớ, chúng ta đương nhiên đi vào chùa không thể mang 3 cái nhang đi vào, mang một bó nhang vào. Nhưng chúng ta đốt hương thì chúng ta cần đốt ở những vị trí có bát hương, và chỉ cần một cây là đủ, không cần phải đốt cả bó. Phần hương còn lại các vị có thể mang về, hoặc các vị có thể để lại để cúng dường tam bảo. Đừng có nghĩ rằng bó hương này tôi mang vô là tôi phải đốt hết. Bây giờ thì hương nó độc hại, cho nên có rất nhiều ngôi chùa không có để cho Phật tử đốt hương nhiều ở bên trong chánh điện. Ngoài cái việc độc hại thì còn nó làm khói đen bám ở trên tượng Phật, mất đi cái sự trang nghiêm. Rồi nữa, khi chúng ta cắm một cây hương, phước đức của chúng ta, tâm của chúng ta, cái sự thành kính của chúng ta có đặt ở đó hay không, là cây hương có đứng hay không. Có nhiều người bước một chân trước chân sau cắm hoặc một cái cây hương xuống đó, mặc cho nó nghiêng, nó ngã, nó như thế nào, cắm một cái là quay đi. Vậy thì cũng giống như chúng ta đổ một cái vật gì đó, đổ tạt một cái xong rồi quay đi. Ở chỗ đó không giúp cho chúng ta tăng thêm phước, bởi vì nó thiếu đi cái sự thành kính. Có những bây giờ thì cũng đỡ rồi, nhưng không phải là không có. Với những người vào chùa, thường ở Già Lam thì trụ xứ thường hay trồng hoa thật là đẹp. Để làm gì? Để cúng dường tam bảo, Không những là hoa đó bạn đem vào, bạn cắm vào bình, bạn cúng lên ở trên bàn, ở trong chánh điện, trong chỗ thờ Phật, mà ngay tất cả hoa ở trong chùa đều dùng để cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vậy vì ngày hôm đó không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Lúc nãy chúng ta nói đến 18 vị thần ủng hộ chùa, ủng hộ chống Già Lam. Nói thì nói thế nhưng không chỉ là 18 vị thần này, mà còn có Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, mỗi ngày đều đến ở nơi chốn Già Lam đó, và tất cả những hoa trong vườn dùng để cúng dường. Chúng ta đừng lấy một cái lý do vậy thì con xin lọc đưa cái tay bẻ một cành hoa để mà nói là lọc con đem về. Như vậy thật ra chúng ta không có lọc gì, chúng ta đã làm giảm thiểu đi, đã làm mất đi cái đẹp, cái trang nghiêm ở trong đó. Mặc dù chỉ là mất một cành hoa thì nó không có phải là nó mất đẹp của cái vườn hoa đó, nhưng cái cành hoa chúng ta hái đó nó có mặt của sự tham lam và si mê, cho nên thật ra là không có tốt, không có lọc tí nào cả. Có những người đến chùa thấy đẹp, xin thì cho thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng chúng ta phải hỏi lại tâm mình rằng mình có phải vì quá tham hay không. Nếu như mình đến đó rồi mình sàng rồi mình thấy đẹp mình xin, tức là cũng giống như mình xin một cái người ta đang trưng bày ở nơi công cộng về để tư gia của mình. Đúng ra cái cành hoa nó sẽ phục vụ cho pháp giới chúng sanh, nó phục vụ cho bá tánh khi đến chiêm ngưỡng nơi chốn Già Lam. Cuối cùng mình bê về phòng của mình bê về nhà của mình, chỉ có mình với vợ con của mình chiêm nhìn thôi. Rồi cũng biết đâu chừng vài ngày rồi mình cũng dục nó ở trong một xó nào đó, bởi vì mình không có thật sự yêu thương và chăm sóc nó. Đến ngay cả cúng hoa cũng thế, cúng hoa thì phải tươi. Có những người cúng hoa khi mang bó hoa đến chùa cúng không biết đã ngâm nước bao nhiêu ngày, bó hoa đã thối rữa. Đúng thì khi cúng thì chắc chắn là chùa nhận thôi, nhưng mà cái gì nó cũng có phước báo nhất định, nhân quả nhất định của nó cả. Cho nên chúng ta không nên khi mà cúng dường đối với Tam Bảo thì chúng ta hãy đặt cái tâm của mình vào đó. Trong miền Nam thì không có, chứ ngoài miền Bắc thì còn có cái văn hóa là đổi tiền lẻ xong rồi rải lên trên ban thờ. Mà rải trên ban thờ, rải ở trên bình hoa, nhánh chuối gì còn đỡ. Có người cứ gặp ông Phật Niết Bàn, ông nằm như vậy, thế là dán cả tiền lên trên mặt Phật. Đúng là nhìn đau lòng. Rồi có những người Phật ngồi vậy cái nhét tiền vào trong tay Phật. Nếu mà Phật mà mê tiền á thì Phật đâu có bỏ được cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để mà xuất gia tu hành thành chánh giác. Mà lẽ nào vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc cũng bỏ được, lẽ nào lại đi mê mấy đồng bạc lẻ của mình sao? Cho nên đây là hành động mê tín. Chưa nói đến là chúng ta đã tạo cơ hội để cho trộm nó vào. Vì vậy trộm nó vào các chùa miền Bắc không cần phải nhập công mà cái gì mà thả cái dây cái gì xuống để mà câu tiền công đức, tại vì thùng công đức ở miền Bắc cũng không có bao nhiêu cả, trải lên trên ý toàn tiền lẻ không à. Cho nên là bắt đầu là gì, người ta sẽ nhìn đó, thấy lẻ nói lẻ gì thôi, chứ hồi xưa có nhiều tiền lẻ thì đổi ra, chứ bây giờ cũng không có tiền lẻ để đổi ra. Vì vậy ít ra người ta cũng có 10.000, 20.000, 50.000, hoặc giả là có người cũng trải lên trên đó 100.000 vân vân. Thì cũng ai đó, một cái anh chàng nào dễ thương đó đi vào cũng lạy Phật xong rồi rút mấy đồng đó đi. Cuối cùng chúng ta tạo cái cơ hội để cho người ta trộm của Tam Bảo, và trong đó có tội lỗi này mình cũng có phần. Vì vậy khi chúng ta đến chùa, các vị nên nhớ, làm một việc phước rất nhỏ thì công đức cũng vô lượng, phước đức cũng vô lượng, mà làm một cái việc bất thiện rất nhỏ thì tội cũng không kém. Mà đặc biệt đó là gì? Đó là cái việc mà làm công quả quét chùa, việc này phước vô lượng. Ở trong kinh có đoạn: "Siêng quét đất Già Lam, thời thời phước huệ sanh", là phước đức và trí tuệ tăng tăng trưởng. Tuy không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Chúng ta phải biết như vậy. Cho nên ở trong kinh Tạp Bảo Tạng có kể câu chuyện ngày xưa ở nước Xá Vệ có một ông trưởng giả. Ông này ông xây một cái ngôi chùa tháp, và sau khi qua đời thì nhờ cái công đức xây chùa này ông được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Bà vợ của ông sau khi chồng của mình chết rồi thì bà buồn lắm, bà nhớ chồng. Mà nhớ chồng thì làm gì? Mỗi ngày bà đến chùa, bà quét chùa, làm công quả, quét dọn, lau dọn ở trong chùa, và cứ nhớ chồng hoài. Thì hôm đó cái ông này từ ở cung trời Đao Lợi, ổng mới thấy vợ của ổng mỗi ngày, tại vì các vị biết những người sanh thiên á, thì người ta khi mà người ta sanh về cõi trời thì người ta mới quay lại, biết được là mình từ đâu mình sanh ra, do nhân duyên gì, phước đức gì mà mình được sanh về cõi trời. Và khi mà ổng quan sát thì ổng mới biết là ngày xưa nhờ ổng phát tâm, ổng cúng dường cái ngôi chùa thờ Phật, cho nên là ổng được cái phước ổng sanh lên cõi trời. Và ổng đồng thời ổng cũng nhìn thấy cái người phụ nữ kia ngày nào cũng vô quét tháp chùa, người đó chính là vợ của ổng. Cho nên ổng thấy vợ của ổng buồn nhớ ổng quá, thì ổng mới hiện thân xuống ngay ở chỗ chùa đó. Ổng mới hỏi bà vợ, bà nhớ tôi cho nên bà buồn rầu chăng? Thì người vợ thấy một người quá đẹp, quá lộng lẫy mà đứng trước mình, người vợ mới hỏi ông là ai? Thì ổng mới nói là tôi chính là chồng của bà, nhờ trước đây nhờ cái phước mà tôi xây cái chùa này để tôi cúng dường, cho nên bây giờ tôi được cái phước hưởng được lên cõi trời. Nếu như mà bà thật sự mà bà thương tôi, mà bà nhớ tôi, thì bà hãy cố gắng bà làm phước đi, rồi bà cũng nguyện sanh về cõi trời với tôi. Thì bà mới nói là nếu ông là chồng của tôi, sao ông đứng xa tôi quá vậy, ông đến gần đây. Thì ổng mới nói là người thế gian hôi bẩn lắm, tôi đứng gần, tôi đứng cách xa bà vậy mà cái mùi hôi của bà tôi chịu không nổi, cho nên tôi không thể đến gần được. Nếu như mà bà muốn như vậy thì bà cứ cố gắng mà bà làm công quả, rồi bà cứ nguyện sanh về cõi trời với tôi. Xong rồi nói xong rồi thì ổng biến mất. Người vợ khi mà nghe như vậy tin lời của cái vị trời đó nói, cho nên từ đó mỗi ngày bà cứ siêng năng, bà đến bà làm công quả, bà quét quanh khu tháp của chùa. Đến khi bà chết thì bà được sanh lên cõi trời, và bà được làm vợ với cái vị tiên nhân đó. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta đến chùa tu phước, chúng ta làm một cái việc thiện lành nào đó thì nhất định việc thiện lành đó không mất. Và khi cái việc thiện lành đó chúng ta làm thì cuối cùng chúng ta nên hồi hướng. Hồi gì? Hồi tức là hồi tự quay lại chính mình. Hôm nay con quét đất, con quét rác ở chùa. Hôm nay con nhổ cỏ ở chùa. Hôm nay con lau nền chùa. Có cái việc thiện lành này, con xin hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Con xin cầu nguyện cho ai, việc đó không sai, là đúng hoàn toàn. Chúng ta phải có cái gì đó, đó là chúng ta mới hướng về người khác. Chúng ta cầu nguyện. Nguyện là cái việc mà chúng ta làm, và cầu là cái mà chúng ta mong ước. Vậy thì phải thực sự làm để mới có thể thỏa mãn được cái chúng ta mong ước, gọi là cầu nguyện. Trong đạo Phật gọi là hồi hướng. Hồi tự là dùng cái việc làm thiết thực của mình để hướng tha, là hướng về cho ai đó, hoặc là hướng về một cảnh giới mà mình muốn khi mình bỏ cái thân này mình được sanh về cõi lành đó. Đây là những cái việc mà đối với một cái người Phật tử vào chùa các vị nên biết. Thì chẳng những chúng ta cầu cho mình, cho gia đình mình, và ngay cả lúc mà chúng ta cầu cho quốc thới dân an, cầu cho thiên hạ thái bình, cầu cho không còn thiên tai dịch bệnh vân vân, thì tất cả những ý niệm thiện lành đó là chúng ta đang phát tâm thiện, đang làm cái hạnh lành, và chúng ta gieo nhân thiện lành này, nhất định chúng ta sẽ được quả lành. Đó là quả Bồ Đề, quả Niết Bàn. Hoặc đối với những người tịnh độ thì đây là cái quả mà chúng ta cầu được sanh về nơi Tây Phương Cực Lạc.